đó, nhân dịp dỗ bố nên Tấm đã trở về nhà. Chưa kịp rửa tay thay quần áo, Tấm đã bị bắt trèo lên cây cau. Ô này, thì trèo lên cây cau để bắt chim à? Chim cò gì ở đây, anh cứ nghe em đọc hết chuyện đã. Chưa gì nữa đoán giả đúng không? Thì ai biết bây giờ? Này không biết đọc đến đâu rồi. Cây cau. À, đây rồi, đây rồi. Để em đọc tiếp cho nghe. Khi Tấm trèo đến ngọn cau, đột nhiên Tấm cảm thấy cây cau bị rung. Bảo vệ. Bảo đừng bảo não. Anh cứ bình tĩnh nghe em đọc hết xem nào. Sau đó Tấm quay xuống nhìn thì đột nhiên thấy mụ gì ghẻ đang cầm dao cặm cụi chặt gốc cây cau. Ơ này, khoan. Tại sao Tấm thì trèo cây cau, mẹ cám thì lại chặt gốc cây cau? Là sao? Nhưng mà theo cái sự lý giải của mẹ cám ấy thì là bà ta đang đuổi kiến anh ạ. Đuổi kiến á? Ồ, vậy tốt quá chỉ được rồi. Đúng là cũng tốt thật. Nhưng mà một lúc sau ấy thì cây cau với cả Tấm rơi toàn một phát xuống ao luôn. Rơi luôn? Vâng, chết luôn anh ạ. Chết luôn à? Vâng. Ô thế bố với con dỗ cùng ngày? Ờ, đúng luôn. Anh nói ra em mới biết đấy. Hả? Thế là ông trời cũng động lòng thương cho Tấm đấy. Nhưng mà công nhận thương thật. Em mà được về cái thời đấy nhá, em sẽ trừng trị mẹ con nhà cám dám hãm hại Tấm. Anh nhá, anh sẽ dây đằng lý cho mẹ con nhà cám. Đúng. Đi đâu? Mày không lo làm việc nhà đi, định trốn đi chơi à? Dì ơi, việc nhà con làm hết rồi ạ. Thế à? Hết việc, để dì về việc cho mà làm nhá. Đợi đấy. Dì ơi, dì lấy cái đĩa này để làm gì ạ? Cứ bình tĩnh. Con muốn đi chơi cơ. Cái này ấy không phải để ăn đâu con à. Đây, dì nói cho con biết nhá, bây giờ ở ngoài ấy lừa đảo nhiều lắm. Đây, dì bày việc cho con làm để con ở nhà cho an toàn. Dì ơi. Đây, dì bảo này, bây giờ con nhặt ngô ra ngô, muối ra muối, rồi dì cho đi chơi nhá. Xong là gì? Hey, nhặt bao giờ mới xong ấy? Đấy là chuyện của con. Nếu mà làm không xong việc, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi chơi nhá. Ô, Hà Tiếu, mày đưa anh đi đâu đấy? Em không biết đâu. Ủa, sao em cảm thấy cao thế? Anh nhìn thấy cái bậc chưa? À, ừ, bậc. Có thấy cái gì không? Có, trà sữa anh ạ. Anh Tiểu Bạch, chẳng nghe, ở đây là quán trà sữa. Thì đúng là quán trà sữa của gì nữa. Ơ nhưng mà anh ơi, em nghe có tiếng người khóc, hình như là cô Tấm khóc ấy. Cái gì? Cô Tấm à? Chạy đi ha, mình đang ở trong thế giới chuyện à? Có khi nào là thế không? Đi xem. Nhà to anh ạ. Ê, anh Trung, Cô này, đây là cô Tấm à? Vâng. Cái cảnh khóc thút thít thế này là bụt hiện lên đúng không? Đúng rồi. Ơ này, có phải khóc với gạo đâu. Anh thấy là ngô cay và muối sao ấy? Đúng rồi, em cũng thấy ngô cay. Nhưng mà mãi không thấy bụt hiện lên nhỉ? Thế giờ làm thế nào? Em làm bụt đi. Em á? Ừ. Thế em biến ra. Chuyện này dễ, để em. Ờ. Làm sao con khóc? Ta là bà Bụt đấy.
rửa cơm, trộn ngô với muối, rồi bắt con nhặt ra từng loại. Nhiều thế này, con làm sao mà nhặt hết được? Cái này dễ, để ta giúp con. Mà bảo giúp người ta bây giờ lại ăn hết trên kia thì đi đâu ra ngô, đi đâu ra muối. Bụt ơi, bụt nhặt xong chưa ạ? Xong rồi. Của con đây. Bụt ơi, muối đây rồi, thế còn ngô đâu ạ? Ngô á, tan hết rồi. Bụt ơi, bụt ăn hết ngô của con, lăn về gì đánh con đấy ạ? Đừng, đừng có khóc. Tao là bột mà, tao có cách giải quyết. Đừng có khóc. Ngô cái đấy, muối kia. Đấy, dì con thích loại nào, đưa cho dì con loại ý. Con cảm ơn bột. Vậy là con sắp được đi hội chợ rồi. Thế là xong việc rồi. Ta đi đi nhá. Dì ơi, con làm xong việc rồi ạ. Đấy, thế là em giúp được cô Tống rồi đấy. Muối gì kìa? Nâng. Ahem. Dì ơi, con xong rồi ạ. Thế này là như thế nào? Sao mày có thể nhặt nhanh như vậy được? Này, mà túi ngô cây này, mày lấy ở đâu? Dì ơi, cái này là bà bụt giúp con ạ. Mày định kể chuyện cổ tích cho tao nghe đấy à? Trong đấy có ông bột, bây giờ còn bĩa ra cả bà bột nữa. Này, đừng có mà lươn lẹo nhá. Dì ơi, con nói thật mà dì. Con làm xong rồi, dì cho con đi chơi ạ. À? Chơi bởi gì? Không chơi bởi đi đâu ạ. Dì ơi, dì cho con đi chơi ạ. Dì ơi, dì thả con ra đi ạ. À? Mày cứ ở yên đấy, khi nào tao vui, tao thả mày ra. Dì ơi, con hứa là con không đi chơi nữa. Con sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm việc nhà. Dì ơi, dì thả con ra đi ạ. À? Khóc lóc cái gì? Vừa nãy, mày bảo có bà muốn giúp mày đúng không? Bây giờ, gọi bà lên giúp mày đi. Dì ơi. Ô, anh ơi. Em lại nghe thấy tiếng khóc của Tấm. Anh cũng thế. Nhưng... hay là bị làm sao nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà Tấm đang ở đâu? Anh không phân biệt được nữa, đi tìm vào. Đâu nhỉ? Này, Hà Tiêu, kia có phải là gì hả Tấm? Ôi, đúng rồi, cái nốt ruồi kia lại đi đâu được? Ồ, kia đúng là mẹ của Cám rồi. Đúng rồi. Vậy 100%, Tấm đang ở trong hang. Bây giờ, đúng rồi, anh sẽ đánh là hướng ngủ. Còn em, phi vào. Thế bây giờ, là em phi vào? Không, em biến thành ra chỗ đấy. Ồ, được, nào. Này. Này. Cái gì? Ngươi biết ta là ai không? Là ai? Ta là sứ giả của âm ty. Sứ giả âm ty lên đây làm gì? Hả? À, cho tớ hỏi được này. Gì? Này, cậu có biết cái nhà nào mà có cô Tấm ý, mà có cô mẹ gọi là mũ gì hả? Tớ theo lệnh của Diệp Vương, đưa mũ ta xuống âm ty. Úi dồi, này, chùa tớ hỏi, không biết là mũ làm cái gì sai mà Diệp Vương muốn bắt mũ. Tớ hơi nắm bổng thì tớ kể bạn nghe nhá. Mụ đấy ác, mụ đấy ác độc lắm. Mụ hành hạ cô Tấm, bổ các ngoại, xong lại còn đánh đập nữa. Cái tội này mà xuống âm ty nhá, chắc cũng phải xuống 18 tầng địa ngục đấy. Cái gì cơ? Tận 18 tầng địa ngục cơ? Không chỉ thế đâu nha. Mụ ta
linh hồn sẽ bị hành hạ và kiếp sau của ta sẽ là trâu làm ngựa 18 đời luôn để cho người ta cưỡi lên đầu lên cổ. Ta đã cho mụ cơ hội rồi mà mụ không biết hối cải. Này, cho tớ hỏi nhá. Giả dụ thôi nhá. Tớ là mụ ấy mà tớ muốn hối cải ấy, thì tớ phải làm như thế nào ạ? Cách gì à? Trời sẽ không tiệt đường của người đâu. À có cách. Mụ đấy bây giờ nhá, là phải đối xử thật tốt, thật tốt với Tấm. Chỉ cần thế thôi. Dạ vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ngài nhá. À này. Dạ. Người có biết ả chỗ nào vậy? À ở đằng kia. Vâng, tôi vừa thấy ả đi đằng kia. Thật không? Vâng, thật ạ. Được, ta sẽ bắt mụ. Vâng. Đi đây. Hết rồi. Dì ơi, dì thả con ra đi. Im lặng đi, bà Bụt tới cứu con đây. Con cảm ơn bà Bụt. Bà Bụt ơi, bà mở Tấm song sắt này cho con về ạ. Được, cái việc này ta làm được. Tấm ơi, Tấm ơi. Chết, mua gì kẻ vào, tớ nhìn thấy nhá. Bà Bụt. Úi ôi, Tấm ơi, cái đứa nào bác ôn, nó nhốt con thế này. Để dì thả con ra nhá. Này, dì nói cho con biết nhá, từ bây giờ dì sẽ đối xử thật tốt với con. Con muốn đi chơi đúng không? Ok, đi hội chợ, dì dẫn con đi. Con thích uống trà sữa đúng không? Ok, dì mua trà sữa. Cái nhà gì, dì mua cho cái đấy. Đi thôi. Thật là gì? Đi. Ôi, chuyện này là sao? Tự nhiên mẹ cám lại thay đổi 180 độ như vậy. Chắc chuyện này chỉ có anh Trung biết thôi. Ô, tiêu sao mãi chưa ra nhỉ? Anh Trung, sao mẹ cám lại thay đổi nhanh vậy? Đấy là cái tài nguyên biển của anh. Đấy, anh biến những chuyện không thể thành có thể. Mình tự phục mình. Em cũng chưa hiểu lắm đâu, nhưng mà em chỉ cần biết là mẹ cám bây giờ đã trở thành người tốt rồi. Cái chuyện này để khi nào về nhá, anh kể cho em. Được. Nhưng mà chúng ta về rồi. Bye.